Vâng, và lần đầu tiên thì Lo Kế Tâm Việt xin được gửi lời chào đến toàn thể khách quý. Trong buổi đêm ngày hôm nay thì Lo Kế Tâm Việt sẽ hướng dẫn cho mọi người tất tần tật cách sử dụng dòng loa CBZ 106, 108 và 109. Ba mẫu loa này thì có cách chỉnh bo mạch giống nhau, chỉ khác nhau ở công suất và độ hay của âm thanh. Chính vì vậy một hồi nữa Tâm Việt chỉ cần hướng dẫn một bản bo mạch thôi là chúng ta sẽ biết dùng cả ba bản bo mạch nó giống nhau. Và Tâm Việt cảm thấy rất là biết ơn, cũng như là cảm ơn các quý vì đã tin dùng sản phẩm của Tâm Việt để mà đảm bảo được cái quyền lợi tối đa cho khách quý, cũng như là tránh những cái phát sinh không mong muốn, những cái rắc rối về sau. Thì rất mong khách quý hãy dành ra vài phút để chúng ta xem chi tiết và hết cái video này mọi người nhé, để mình giảm bớt eco. Và trong video thì mỗi video Tâm Việt cũng không quên gửi đến khách quý những cái thông điệp trong cuộc sống. Và thông điệp ngày hôm nay của chúng ta là có tiền là chiến hữu mà hết tiền là người dân. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau bình luận xuống dưới cái suy nghĩ và cái cảm nghĩ của mình về cái câu này nhé, cái ý nghĩa mà nó muốn gửi đến cuộc sống là gì đó, để chúng ta có thể học hỏi và giúp cho cuộc sống tuyệt vời hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết loa thôi ạ. Đây mọi người chúng ta cùng xem qua bản bo mạch của 106, bản bo mạch của 108 và bản bo mạch của 109 là giống nhau mọi người ha. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn một bản thôi để chúng ta hiểu được cả ba giống nhau. Đầu tiên đây là nút nguồn này, chúng ta mở như thế này đó, thì nó sẽ sáng lên chữ 2, sau đó nó sẽ chuyển qua chế độ light. Đây là cái mà niêm phong của người ta, mình mua rồi thì mình lột ra ha. Khi màn hình hiển thị chế độ light này có nghĩa là chế độ để sử dụng dây, thì loa nó có tặng kèm cho chúng ta là một cái dây jack 3.5. thì chúng ta sẽ cắm cái dây jack đó vào cái lỗ này đó, rồi còn đầu còn lại chúng ta cắm vào điện thoại, tivi, máy tính, laptop mọi người ha. Và khi mà chúng ta cắm như vậy thì nó chỉ hoạt động khi chúng ta để chế độ này đó. Còn ví dụ chúng ta chuyển qua chế độ Bluetooth đó, Bluetooth là nó sẽ không có hoạt động dây được. Cái này là chế độ Bluetooth mọi người ha, thì chúng ta sẽ kết nối không dây, thì chúng ta sẽ vào điện thoại đó, chúng ta vào điện thoại rồi chúng ta mở Bluetooth ra đó. Chúng ta vào Bluetooth, mở Bluetooth lên đó, sẽ hiện ra là cái ZBZBT này mọi người, chúng ta bấm vào rồi kết nối đó, xong chúng ta tăng âm lượng, mở nhạc sử dụng bình thường mọi người ha. Rồi nút này thì chỉ có hai chế độ vậy thôi. Cái nút này là cái nút ghi âm, có nghĩa là chỉ khi nào mà chúng ta bán hột gà nướng hoặc vịt lộn thì chúng ta mới xài cái nút này, chứ thường ít ai xài lắm. Chúng ta chỉ ghi âm được khi nào mà có thẻ nhớ hạt USB cắm vào đây mọi người nha. Đó rồi nút này là gọi là cái nút để chế độ ưu tiên mic. Chúng ta bấm là nó mở on nè mọi người thấy không ạ? Đó, chúng ta bấm thì nó mở off. Thì khi mà chúng ta mở on á, nó được gọi là chế độ ưu tiên mic. Ưu tiên mic có nghĩa là khi mà chúng ta đang hát karaoke, cứ mỗi lần chúng ta hát là nhạc nó nhỏ lại, mà chúng ta hết hát vô mic là nhạc nó to lên. Khi nào mà mọi người bị như vậy là mọi người biết có ai đó bấm vô đây rồi nè, chúng ta bấm tắt đi là được mọi người ha. Nút là nút lùi bài, nút tạm dừng, là nút qua bài. Ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ từ tiếng xuống dưới để làm lên chúng ta cắm USB thẻ nhớ. Chỉ cần chúng ta cắm vô là nó tự động nó sẽ phát nhạc mọi người nha, trừ khi thẻ nhớ và USB có vấn đề hoặc là lo có vấn đề thì nhớ chúng ta phải test thử USB khác, thẻ nhớ khác. Rồi đây là nút chỉnh âm lượng tổng của nhạc mọi người nha. Đó, đây là nút chỉnh bass của nhạc. Bass có nghĩa là âm trầm của cái nhạc đó. Đây là nút chỉnh chép của nhạc. Chép có nghĩa là cái âm cao của cái nhạc đó. Thì bass và chép này nó không có một cái công thức chỉnh nào là hay nhất. Nó chỉ hay nhất đối với người nào cảm thấy hợp nhất và tùy vào loại nhạc. Tùy vào mỗi loại nhạc chúng ta chỉnh theo ý chúng ta. Miễn khi nào mà chúng ta chỉnh tới khi nào mà chúng ta cảm thấy mình nghe mình thấy nó hài lòng rồi là mình dừng lại thôi. Nhưng mà cố gắng đừng có mở hết cỡ tại vì nó không có tốt cho lo lắm. Kể cả lúc này cũng vậy. Rồi. Đây là echo, có nghĩa là độ vang của mic. Thì khi mà chúng ta cắt hết echo á thì chúng ta alo là có tiếng alo không, chứ nó không có tiếng vọng. Thì khi chúng ta tăng echo lên là nó alo nó vọng lại, mọi người hiểu mà, đó gọi là echo. Thì nhiều hay ít là tùy mình. Còn cái nút dưới cùng là cái nút mà chúng ta chỉnh âm lượng to nhỏ của micro mọi người ha. Rồi ở đây chúng ta có cái chỗ cắm sạc đó, thì khi mà chúng ta có cái cục sạc nó đi kèm trong thùng á, chúng ta cắm vào đây, xong rồi chúng ta cắm vào ổ điện thì ở đèn này nó sẽ sáng lên. Nó sáng lên có nghĩa là chúng ta cắm sạc đã vô rồi. Thì chúng ta
sạc hết thời gian, đủ thời gian khoảng 5 tiếng rồi thì chúng ta rút thôi. Rồi, đây là nơi chúng ta cắm micro có dây. Đó. Còn cho những ai mà muốn hát micro dây nè, hoặc là micro kia nó có vấn đề hay nó hết pin gì đó. Rồi, chỗ này có thể cắm nhạc cụ được luôn mọi người ha. Guitar rồi gì đó chúng ta cắm được. Còn cái cổng này thì thường cũng ít khi quan tâm. Đây gọi là cổng câu bình phụ. Câu bình phụ á, có nghĩa là chúng ta đi biển hay đi rừng rú mà chỗ đó nó không có nguồn điện để chúng ta sạc. Khi mà cái loa này hết pin thì không biết sạc ở đâu. Thì thường chúng ta biết trước, chúng ta sẽ máy sách thêm cái bình ắc quy khác, gọi là ắc quy rời bên ngoài. Chúng ta câu âm dương vào đây. Nhớ là đúng là phải thông số 12V mọi người ha. Câu đúng đầu âm dương vô đó, thì chúng ta hoạt động được. Rồi. Đây cái dây jack là cái dây này này mọi người. Dây jack này là 2 đầu 3.5 mọi người thấy không ạ? Rồi. Còn cái remote nữa thì thường loa kéo nó làm remote chủ yếu mang đến chất tượng trưng thôi, chứ cũng ít ai xài lắm mọi người, tại vì trên này nó không có chỉnh đầy đủ chức năng loa được. Chúng ta chỉnh chủ yếu là chỉnh trên này, chứ trên này nó không có nút thay thế. Thì chủ yếu là chúng ta bấm qua bài tạm dừng hoặc là chúng ta sử dụng trên USB là chủ yếu. Cắm USB vô thì bấm số bài bao nhiêu đó thôi mọi người ha. Nên là thường ít khi xài lắm. Với lại nó cũng không có được xa lắm đâu. Khoảng được có vài mét à. Vâng, và tiếp theo là những điều cực kỳ quan trọng luôn mọi người. Video thì tạm biệt hơi run, với lại là nhiều nội dung quá nên là tạm biệt sẽ nhìn vào điện thoại mình đã soạn sẵn ở đây nhé. Đầu tiên là điều kiện để mà chúng ta được bảo hành sản phẩm trong thời gian đã ghi trên biên lai và thông tin đến cho mọi người nhé. Đầu tiên á là chúng ta phải giữ tem bảo hành của loa. Khi mà chúng ta mua á, chúng ta sẽ thấy ở trên loa ít nhất là có 1-2 cái tem dán trên con ốc. Điều này để xác nhận là loa chính hãng. Cái thứ hai là để xác minh là mình chưa có tự ý mình tháo cái loa ra để mình làm gì đó. Thì mọi người cố gắng giữ cái tem này. Thường thì mình không đụng vô thì nó sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Nên là mình đừng có đụng, mình cậy hay mình lột nhé. Đó, không có dán chồng lên để mà hoặc là làm bị lột ra rồi dán lại nha mọi người. Nó sẽ rất là dễ rách. Nên là hãy từ bỏ ý định là lột tem ra, tháo loa rồi dán vô lại, không được đâu. Rồi, tiếp theo, loa được bảo hành với điều kiện là không bị cháy nổ và không bị va đập quá mạnh. Đó, ví dụ như rớt trên lầu, rớt xuống là thôi. Rồi, loa sẽ không được bảo hành khi mà chúng ta bảo quản loa quá kém. Quá kém ở đây là gì? Chúng ta để ở đâu đó mà chuột dán rồi chui vô rồi cắn xé đủ thứ kiểu hết. Đó, hoặc là chúng ta bị để loa bị vô nước. Đó, thì những cái này là bên hãng người ta từ chối bảo hành. Tuy nhiên, nếu mà lỡ chúng ta có làm như vậy, lỡ bị trường hợp như vậy thì cứ hãy mang đến. Biết đâu được thì chúng ta vẫn được bảo hành mọi người nhé, nhưng mà nó 50-50. Rồi, vấn đề quan trọng thứ hai đó là cách để chúng ta xài cái loa nó được bền nhất có thể. Đầu tiên á là khi mà chúng ta mới mua về, chúng ta không nên mở to. Đó, chúng ta hãy mở khoảng 30-40% âm lượng. Nút âm lượng là thường cái nút to này nè mọi người ha. Đó, và chúng ta nên roda, có nghĩa là mở 30-40% để làm gì? Để roda cái loa đó cho nó êm, giống như là khi chúng ta mới mua một chiếc xe máy về, không có ai lại đi hết ga hết số mà phóng rầm rầm hết á, đều phải nổ máy và roda hết mọi người ha. Rồi, tại vì nhiều người không biết, mới mua về sung quá vặn hết ga hết số chơi rầm rầm là không bền đâu mọi người nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta không nên mở công suất loa quá 80% của nó. Có nghĩa là những cái nút này, nhất là cái nút âm lượng tổng đó mọi người, cố gắng mở khoảng 80% đổ lại thôi, đừng mở quá lớn. Tại vì mở quá lớn á, thì cái bộ phận tản nhiệt của loa nó không có hoạt động kịp. Dẫn đến á, là nó dễ bị ảnh hưởng, dễ bị trục trặc mọi người ha. Đó, chúng ta mở khoảng 80% đổ lại thì nó sẽ bền lâu năm mọi người nha. Nếu mà có lỡ mở hết cỡ thì cố gắng đừng có mở lâu quá. Đó, nhất là nhiều người mở tới mấy tiếng đồng hồ luôn thì nó chịu không nổi đâu. Rồi, không nên để loa ở gần khu vực quá ẩm ướt hoặc là quá nóng mọi người nha. Tại vì nếu mà chúng ta chơi ngoài trời liên tục có nắng, đó thì chúng ta nên có một cái máy quạt quạt mát, hoặc là chúng ta che cái nắng nóng cho loa lại. Chúng ta che lại mọi người ha, để ánh nắng nó không chiếu trực tiếp vô cái bo mạch của loa, nó làm nóng bo mạch. Chơi nó đã nóng rồi mà nóng từ nắng vô nữa thì nó sẽ không tốt. Rồi, chúng ta không nên để loa bị hú quá nhiều mọi người nha. Nó dễ gây đứt bát chép. Chép là thường nằm trên, bát là nằm dưới mọi người nha. Đó, chúng ta cầm micro, chúng ta để hú dữ quá là nó dễ đứt bát chép. Thì cái nguyên nhân hú á, là do chúng ta mở âm lượng micro quá lớn. Đó, nhưng lại đứng quá gần cái loa mọi người ha.
đó, nhất là khi mà chúng ta để cái đầu micro này nó chỉ vô cái màn loa đó thì nó sẽ rất là dễ hú đó. Và thường á thì ở trong nhà nó sẽ dễ hú hơn ngoài trời, tại vì trong nhà âm thanh nó dội qua dội lại với nhau đó. Đối với trường hợp mà chúng ta sử dụng micro mà sử dụng pin 2A mọi người nha, pin mà xưa giờ thông dụng hay sử dụng để bỏ đồng hồ báo thức rồi để mà chúng ta chơi đồ chơi điện tử rồi đó, thì trường hợp chúng ta nếu mà chúng ta để lâu quá chúng ta không xài á thì chúng ta nên tháo pin ra để tránh trường hợp là bộ pin nó bị rỉ sét đó, thì nó sẽ gây hỏng hóc bên trong. Rồi tiếp theo, không để micro này bị rơi hoặc là vô nước mọi người nha, như vậy nó sẽ rất là dễ hư hỏng. Nếu mà có trục trặc gì đó mà mọi người không biết cách xử lý á thì mọi người không nên tự ý tháo bẻ ra để làm gì hết, mà chúng ta hãy liên hệ với Tâm Việt để xác minh danh tính và sẽ được hỗ trợ. Hạn chế nhất cái việc mà chúng ta vừa cắm sạc, chúng ta vừa sử dụng loa, kể cả là dòng loa có chế độ cắm điện trực tiếp đó. Có chế độ cắm điện trực tiếp nghĩa là nó có 3 nắp, nắp 2 gạch, nắp ô và nắp 1 gạch. Còn những cái loa giá rẻ thì thường nó chỉ có 2 nắp, nắp 1 gạch và nắp ô thôi. Tuy nhiên nó cũng có một cái dòng loa điển hình như là loa kéo Alopio thì nó chỉ có 2 nắp, nhưng mà nó cũng có chức năng giống như cái loại 3 nắp luôn, tại vì nó gọi là cảm biến. Cảm biến thì nó xịn nhất, tại sao? Tại vì chúng ta cắm vô là nó tự cảm biến chế độ, chứ nó không cần chúng ta phải bật đúng chế độ. Ví dụ mọi người cắm dây vô xài thì nó biết là chế độ trực tiếp, mà chúng ta rút dây ra xài thì nó biết là chế độ xài bình mọi người nha. Thường á thì người ta hay nói là có chế độ cắm trực tiếp thì nó sẽ không có vấn đề gì hết, nhưng mà thực chất là nó vẫn có ảnh hưởng, chẳng qua là nó ảnh hưởng ít thôi. Nên là tốt nhất vẫn là chúng ta nên sạc xong rồi xài hết, xong rồi chịu khó sạc tiếp. Trừ khi lúc đó sung quá máu quá hay muốn chơi mà không nhìn được nữa thì bắt buộc chúng ta phải cắm thôi. Rồi loa kéo á, đa phần thì cái báo pin của nó đều không chính xác mọi người ha. Cho nên á là chúng ta khi mà chúng ta đừng có để ý quá. Nhiều người nói chung là chúng ta quá để ý tới cái đèn báo rồi chúng ta cảm thấy bất an, nói chung là nó không quan trọng đâu. Quan trọng là chúng ta xài nó không có vấn đề gì, và chúng ta cứ sạc đúng thời gian, chúng ta xài thấy nó đúng thời gian là được rồi. Thông thường á thì khi mà mới mua về chúng ta nên sạc pin lần đầu là 8 tiếng đó, và những lần sau chúng ta sạc khoảng 4 tới 6 tiếng thôi mọi người ha. Không nên sạc quá 10 tiếng sẽ không tốt cho loa. Mọi người thường hỏi là nếu mà nó báo pin không chính xác thì làm sao chúng ta biết được là nó hết pin lúc nào, đúng không ạ? Thì dấu hiệu chung của loa kéo khi mà hết pin á là nghe nó sẽ rè rè giật giật và nó đá bluetooth ra. Nó lúc này chúng ta không nên sử dụng nữa mà chúng ta nên sạc ngay, hoặc là cắm trực tiếp nếu mà chúng ta muốn nha mọi người. Xài cạn luôn cái điện của mình là một điều không tốt cho ắc quy của loa. Nếu mà loa kéo chúng ta để lâu chúng ta không sử dụng á thì ít nhất một tuần chúng ta nên sử dụng một chút và sạc một lần, tránh để quá lâu sẽ gây chết ắc quy nha mọi người. Loa chúng ta không dùng thì chúng ta nên che bụi lại ha, tại vì nếu mà bụi mà nó đóng bám vào loa nhiều quá thì cái khả năng ảnh hưởng đến bo mạch nó sẽ nhiều ha mọi người ha. Cuối cùng thì nếu mà mọi người có quên á thì mọi người hãy đọc cái bức thư này mà Tâm Việt gửi cho mọi người ha, để mà chúng ta nhớ lại, hoặc là phòng những lúc chúng ta quên đọc kỹ cái này đó thì mọi người sẽ biết cách sử dụng sao cho nó bền. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loa kéo Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã dành thời gian theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc chúng ta truy cập vào website loakéotamviet.com, hoặc truy cập website cá nhân của Tín là nguyentonquốctín.com. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay còn gọi là nút subscribe để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Loa kéo Tâm Việt kính chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Quên, khách quý nào chúng ta muốn biết thêm về kiến thức loa kéo cũng như để chúng ta trang bị cho bản thân mình kiến thức mua hàng an toàn và tốt hơn thì mọi người đừng quên truy cập website chuyên gia của bên mình, đó là kiến thức loa karaoke.com nhé. Cảm ơn mọi người.